Thay mặt Gà Bình Dương gửi lời chào đến toàn thể anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em lắp đờ mi lưới kết Audi A9 kết hợp với đờ mi Indo. Audi A9 kết hợp với đờ mi Indo. Đây. Cái này trong cái thời gian qua thì đang làm mưa làm gió trên cộng đồng anh em X-Triter 150. Cực đẹp nhỉ. Thì hàng nó ra khoảng mấy tháng nay rồi, nhưng mà hôm nay mình lắp cho anh em cực nhiều. Nhưng mà chưa có cái thời gian để giới thiệu anh em làm một cái tỉ mỉ. Thì đầu tiên mình giới thiệu sơ lược về cái đờ mi Indo kết hợp với Audi A9 này nha. Đầu tiên này là đây là dây này, hai dây vàng là nó là đối với hai xi nhan này. Rồi. Dây đỏ và dây đen là dây nóng mát này, nóng mát đỏ đen, nóng mát. Rồi, đến cái dây màu trắng. Dây màu trắng là dây gì tuấn à? Cái này là dây công tắc này. Thì trong cái đờ mi này thì mình sẽ làm một cái công tắc để điều chỉnh chế độ và mình sẽ làm cái công tắc đó là bật tắt, có nghĩa là thích mình bật còn thích mình tắt cho nó ổn định. Và một dây nữa đó là dây màu nâu. Dây màu nâu thì nó là dây tốc độ, thì anh em mình để ý nha. Thì tất cả dây mình sẽ giới thiệu lại cho anh em rõ hơn này. Nó bao gồm thứ nhất là hai dây vàng là mình sẽ nối với hai dây xi nhan hai bên trái phải. Ok. Xong. Dây đỏ đen là dây mát. Dây mát. Đỏ đen thì mát phải nóng thôi. Mát phải nóng. Còn dây màu trắng là dây công tắc này. Màu trắng này là dây công tắc này. Thì mình làm một cái công tắc đấy để cho nó tiện trong cái việc là tắt mỡ và điều chỉnh chế độ. Và một dây nữa đó là dây dây màu nâu. Dây màu nâu này thì nó là dây dây chuyển tốc độ thôi. Tốc độ. Còn cái màu xanh này mình bỏ đúng không? Cái xanh á là cái nó cái thắng. Xanh thì một là mình bỏ, hai là mình nối lên lên bóp thắng nha, có nghĩa là mình bóp thắng thì nó sẽ chuyển chế độ. Đó, thì nó bao gồm 2 4 6 7 dây. Thì vừa rồi mình giới thiệu rõ tất cả các dây để mình nối điện ở đó. Rồi ok. Được cái bằng gì này. Cái này là mình đặt thẳng cái bên này. Cái này là xe sau khi tháo ra. Anh em mình tháo mặt nạ là bình thường và tháo cái đờ mi zin ra. Sau đó vặn một. Vặn vào. Thì mình vặn như zin luôn, cái này nó như zin mà. Anh em để ý nha. Nó ốc ác nó như zin, đờ mi zin. Thì mình vặn 1 2 3 4 5 con ốc vào là ok. Ok, và đây là mặt trước. Đây là mặt trước. Đấy, lắp vào như zin luôn. Nó khít cỡ 99% luôn, nhưng mà đừng nói chuyện. Cái này thì nó khít 99%. Và trước giờ thì mình quay sản phẩm khá nhiều rồi nhỉ. Sản phẩm mình quay khá nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ để giới thiệu anh em mình là ráp một cái chi tiết luôn. Khách làm gì em? Vâng, anh em mình tiếp tục nha. Thì đây là sau khi mình ráp vào như zin này, thì cái này dễ mà. Mình tháo ra mình bỏ vào vặn 5 con ốc giống như zin thôi. Cực dễ. Và cái một cái lưu ý này. Từ này đây là cái đầu tiên này, dây nó rất là nhiều, tới 7 dây cơ mà. Thì trong quá trình làm thì mình nhớ bọc tất cả các cái dây bằng dây chống nóng nha. Bọc lại cái thế này nó gọn, đơn giản. Có một dây thôi. Còn hai dây này là hai dây xi nhan rồi. Đấy, hai dây xi nhan. Hai dây xi nhan. Thì mình sẽ ra hai nhan là hai phía chút là mình lồng dây chống nóng vào đây luôn. Đây. Thì tất cả các dây mình lồng dây chống nóng vào như thế này nha. Thứ nhất là nó đẹp, chuẩn bị thứ hai là tuyệt đối an toàn. Anh em cứ muốn tuyệt đối an toàn và đẹp thì trong cái mớ bùi nhùi hồi này 7-8 giây thì mình sẽ làm ra như thế này. Như zin, mình lồng dây chống nóng vào là ok thôi. Còn các sản phẩm mà cái này là hai dây nhan này, hai dây nhan, chúng mình nối vào hai dây nhan hai bên. Còn đây. Hai dây nóng mà mát thì mình nối vào cái giắt zin thôi, mình nối vào giắt zin bình thường. Đây là giắt zin nha. Chứ mình giắt zin vào là xong. Còn đây là mình cái công tắc. Cái công tắc thì thường mình có thể làm công tắc thường hoặc công tắc led. Nhưng mà tất cả các dây thì mình cố gắng để ý một chút là mình cứ lồng dây chống nóng vào như thế này là làm nó chuẩn nha. Ok. Chờ chút bên kia đang khoan. Bởi vì thường thường mình làm công tắc ấy, có thể công tắc thường thì nó
nó nhanh hỏng thì mình làm cái công tắc led này nha. Tắc led. Còn led thì mình sẽ khoán một cái lỗ, nó một cái lỗ để mình cho nó vào. Và đây là công tắc led nha. Công tắc led này thì công dụng của nó là bật tắt và chỉnh chế độ luôn này. Đấy. Chút nào mình làm lên xe thì nó sẽ sáng. Thì trong một cơ số clip trước mình có quay công tắc led này cho anh em xem rồi. Đấy, bấm chút nào thì cái vòng này nó sáng rất là đẹp. Và nó rất là gọi là bền, độ bền cực cao. Thì hiện tại trong cái dòng công tắc thì công tắc led này thì nó độ bền nó vẫn cao nhất. Chống nước, chống đồ các thứ luôn. Ok. Thì đây là mình làm thô bên ngoài nha. Sau khi mình tháo cái zin ra mình làm thô bên ngoài như thế này. Phần hai dây nhan hai bên này, dây nhan hai bên. Còn dây màu xanh này thì nó sẽ là cái dây mình cho nó lên dây thắng. Dây thắng thì mình bóp, lúc mình bóp thắng thì nó sẽ chuyển chế độ. Còn công tắc thì mình nối thẳng như thế này luôn. Ok. Và còn hai dây nóng mát thì mình cho vào giặt zin. Vậy là xong. Chờ mình khoan cái lỗ để đặt công tắc này nữa là bỏ vào là xong luôn. Ok. Đây, sau khi hoàn thiện nó sẽ như thế này nha. Cái này công tắc này mình dắt này. Cái này cái nguồn như zin này. Zin mình chỉ dắt vào thôi. Còn hai dây này, hai dây nhan lắp vào em. Đầu tiên là mình lắp nguồn vào đi. Ok, dắt như zin luôn. Đó. Rồi. Lắp nó vào thôi. Đấy. Vậy các bạn là nó sáng rồi. Cắt nguồn vào sáng rồi. Mình nhớ là cái dây nguồn kia là nó là dây nóng và dây mát nha. Còn hai dây vàng nó là hai dây xi nhan. Mình cho ra hai dây xi nhan hai bên. Ok, chờ chút mình đó. Ok, thì sau khi hoàn thiện thì tất cả các cái dây này mình cho nó gọn lại và mình rút nó lên là nó gọn thôi. Thì cơ bản là mình bọc cái dây trong nóng là ok rồi. Bọc cái trong nóng lại, gọn gàng sạch sẽ, đẹp như zin luôn. Đấy, rồi ok. Ok, mà đây là sản phẩm sau khi hoàn thiện sáng đá nhan em. Công tắc đá nhan.